Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 24 tháng 1 năm 2024 với đề tài đó là kẻ giả hình. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Chúa, giờ đây chúng con học bài học của ngày hôm nay. Xin Chúa cùng dẫn dắt chúng con. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta ở trong Matthew đoạn 15 câu 7 đến câu 9. Hỏi kẻ giả hình: Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ ở câu 8, câu 9 phần A: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích. Câu hỏi suy gẫm: Tại sao Chúa Giêsu gọi những người Pharisee và thầy thông giáo là kẻ giả hình? Tiên tri Ê-sai đã nói thế nào về họ? Ngày nay, chúng ta cũng là kẻ giả hình trong những trường hợp nào? Chúa Giêsu đã gọi những người Pharisee và thầy thông giáo là kẻ giả hình, và Ngài xác nhận tiên tri Ê-sai đã nói về họ rất đúng, như trong Ê-sai đoạn 29 câu 13. Giả tức là không thật. Giả hình là sống hai mặt, giả dối, phô trương bề ngoài. Những người Pharisee và thầy thông giáo là kẻ giả hình, vì họ làm ra vẻ sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thật sự họ chỉ vâng theo lời truyền khẩu mà không vâng theo điều răn của Chúa. Sự thờ phượng của họ không bởi tình yêu thúc đẩy mà nặng về lễ nghi hình thức. Bề ngoài làm ra vẻ thiêng liêng, cố tạo dáng vẻ trang nghiêm, thánh thiện trước mặt người khác, nhưng thực chất chỉ đi làm tăng thêm uy tín của mình mà thôi. Họ chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng, nghĩa là chỉ có bề ngoài, nhưng tận sâu trong tấm lòng thì rất xa cách Ngài. Chúng ta lưu ý trong câu 8. Chúa gọi dân Israel là dân này, chứ không phải là dân ta. Chúa thường dùng cụm từ dân này khi dân chúng bất tuân mạng lệnh Chúa và làm theo ý mình. Ê-sai đoạn 8 câu 6, đoạn 11 câu 12. Đoạn 8 câu 6, câu 11 đến câu 12. Jeremy đoạn 14, câu 10 đến câu 11. Agê đoạn 1, câu 2. Đó là những phần trưng dẫn Kinh Thánh mà Chúa gọi dân của Chúa là dân này đó. Ở đây, khi trích dẫn lời tiên tri Ê-sai, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh chính những kẻ giả hình này chẳng những sống sai mà còn dạy dỗ dân Chúa thờ phượng sai lạc. Dạy dân Chúa chú trọng lễ nghi hình thức, phô trương bề ngoài mà bỏ qua lòng chân thành, kính mến Chúa, khiến dân này từ bỏ Chúa và cách xa Ngài. Đối với Chúa, sự thờ phượng như vậy là hoàn toàn vô ích. Trong phúc âm Giăng, đoạn 4 câu 24, Chúa Giêsu dạy: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lấy thật mà thờ lại. Thờ phượng thật không phải là lễ nghi hình thức, nhưng là tấm lòng. Chúa muốn những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng với tấm lòng chân thành và chân thật. Ngày nay chúng ta vẫn dành thời gian thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật, dâng hiến và dâng các của lễ cảm tạ. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì trách nhiệm, vì thói quen, vì sợ Chúa phạt, vì sợ anh em trong hội thánh chê cười mình, chứ hoàn toàn không có việc cỡ lòng biết ơn và kính sợ Chúa, thì Chúa cũng sẽ nói sự thờ phượng của chúng ta là vô ích. Nếu chúng ta chỉ chú ý nhiều đến danh tiếng hơn là tính cách, phô trương vẻ bề ngoài hơn là tấm lòng bên trong, quá chú trọng việc tuân thủ nghi thức tôn giáo, luật lệ hơn là việc tuân theo lời Kinh Thánh, thì Chúa cũng sẽ nói chúng ta là kẻ giả hình. Xin Chúa cho chúng ta kính yêu Chúa, sống chân thật với Chúa và với hội thánh để nếp sống chúng ta được Chúa vui lòng. Bạn có đang sống giả hình như những người Pharisee không? Dạ, đó là câu hỏi gợi ý, hỏi để gợi ý bài học cho chúng ta. Thưa cô chú anh chị em, đương nhiên, nếu chúng ta giả hình, nếu chúng ta chỉ lễ nghi nghi thức ở bên ngoài mà trong lòng không có Chúa,
Thì Chúa trách. Cô chú anh chị em đồng ý không? Nhưng mà cô chú anh chị em ơi, có nhiều người nói như thế này nè: Chúa thấy tấm lòng, Chúa mới nhìn bề ngoài, Chúa có con người nhìn bề ngoài thôi, chứ Chúa nhìn thấy tấm lòng, cho nên thôi, tôi sao cũng được. Có những người đã xề xòa khi đi thờ phượng Chúa, có những người đã coi thường nghi thức khi thờ phượng Chúa, đến đó mở điện thoại, lướt Facebook, chơi game. Có những người đến nhà thờ ngồi nói chuyện trong lúc thờ phượng. Có những người đi trễ trong giờ thờ phượng, rồi tới rồi kêu người ta xe ra cho mình ngồi. Có những người đang nhóm thì đi ra để đi làm. Có những người dâng hiến không chuẩn bị tiền, để rồi sử dụng một cái tiền nhàu nát, hoặc là bỏ nhầm tiền là đến tìm để gọi là đổi lại. Có những người không hề nghe giảng, đến để điểm danh được không? Tôi có tấm lòng, Chúa thấy tấm lòng ở bên trong, Chúa không có quan trọng bề ngoài, có phải vậy không? Chúng ta lưu ý, Đức Chúa Trời là đấng, là Đức Chúa Trời của sự trật tự. Chúa đã chọn dân sự của Chúa, sắp xếp rất kỹ lưỡng trong sự thờ phượng, phải làm đền tạm như thế nào, chi tiết đến từng cái khoang, từng cái mốc trong nghi thức, phải làm ở đâu, những gì huyết đổ ra, cho như thế nào, phải đổ ở đâu, rất chi tiết, đừng có xem thường. Mình đừng có nghĩ rằng ôi Chúa thấy tấm lòng rồi mình sao cũng được. Tại vì sao? Anh nói anh yêu mến Chúa, anh nói anh kính sợ Chúa, mà trong thái độ, trong cư xử, trong suy nghĩ, trong cái bày tỏ ra anh không có, thì làm sao anh nói rằng anh kính sợ Chúa được? Làm sao tin được? Anh nói anh có đức tin mà anh không hành động với đức tin thì làm sao được? Cho nên cẩn trọng của chúng em, mình đừng có phiến diện, mình đừng nghĩ theo một cái chiều nào đó rồi mình áp dụng vô, mình bẻ cong lời của Chúa, rồi muốn làm gì làm. Chúa thương xót, ân điển của Chúa dành cho tất cả mọi người, nhưng hậu quả tội lỗi là có. Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối, là đấng kỵ tà, là đấng không chấp nhận tội lỗi. Mặc dù Chúa rất yêu tội nhân, nhưng phải ăn năn, phải tiếp nhận cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì mới được tha thứ và được cứu. Nhưng thờ phượng Chúa cũng vậy, phải lấy tâm thần và lẽ thật. Tâm thần và lẽ thật đó được bày tỏ qua từng cái nghi thức, từng cái cách thờ phượng, từng cái cách cung kính của chúng ta. Dự tiệc thánh như thế nào, xét mình như thế nào, nghiêm trang thế nào, đừng có coi thường. Cho nên bài học ngày hôm nay chúng ta nhớ hai phương diện, hai hướng, từ bên trong lòng lẫn ở bên ngoài, phải thật sự cẩn trọng. Hãy nhớ điều đó. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng bài học này để nhắc nhở chúng ta. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, Chúa biết tấm lòng của con. Xin giúp con luôn yêu Chúa và tôn kính Ngài thật lòng. Xin chớ để con sống giả dối trước mặt Chúa, vì con biết rằng không điều nào có thể giấu được đấng toàn tri. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin cùng cầu nguyện. Chúa ơi, Chúa thấy hết tấm lòng của chúng con, và Chúa nhìn thấy cách thể hiện của chúng con. Xin giúp chúng con, để chúng con phải bày tỏ từ bên trong lẫn bên ngoài sự kính sợ thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng, không giả hình nhưng cũng không xề xòa, không xem thường. Xin giúp chúng con để chúng con sống giữa đời này bày tỏ Chúa của chúng con là đấng trật tự, là đấng quy quyền, là đấng yêu thương. Cảm ơn Chúa bài học Chúa nhắc nhở chúng con. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Xin Chúa ban phước đặc biệt trên cô chú anh chị em, hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trong ơn Chúa. Amen.